Ổ điện sạc điện thoại Vigear, tất cả những gì bạn cần từ một chiếc ổ điện với thiết kế dạng vuông thông minh và tiết kiệm không gian. Dây nối dày dặn, chiều dài 2,5m tiện dụng. Đặc biệt có tính năng sạc điện thoại Vigear VG02 và VG03 sạc nhanh cho iPhone chuẩn PD 20W, có thể sạc 3 thiết bị cùng lúc. Ưu đãi tặng cáp sạc nhanh trị giá 99.000 cho người xem hiểu rõ trong 5 phút ngay dưới phần bình luận. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ chiều thứ hai ngày 19 tháng 2. Trong video này, chúng ta sẽ cùng bàn luận về những cập nhật mới nhất trong đêm qua theo giờ địa phương. Ta cùng bắt đầu video với tình hình tại Avdiivka. Dù Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải thông báo khẳng định quân đội Nga đã hoàn thành quá trình chiếm đóng 100% lãnh thổ Avdiivka, nhưng mình cứ nghĩ là họ sẽ lùi lịch đăng tin cho đến khi hoàn thành chiến dịch dọn dẹp và bắt giữ toàn bộ lực lượng Ukraine bị mắc kẹt bên trong Avdiivka. Nhưng họ đã quyết định đăng tải luôn thông tin này. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, thì quân đội Ukraine đã tổn thất đến 1.500 binh sĩ trong nỗ lực rút lui. Quân đội Nga chiếm thêm được phần lãnh thổ rộng lớn với tổng diện tích đạt 32 km vuông. Lệnh rút lui được tướng Sersky ban hành ngay sau khi liên tục có các thông tin về việc quân binh Ukraine từ chối nhận lệnh và rời bỏ vị trí. Ta cùng tiếp tục với những diễn biến mới tại thời điểm hiện tại. Quân đội Nga bắt giữ được thêm không biết bao nhiêu tù nhân chiến tranh người Ukraine. Chắc chắn trong thời gian tới sẽ còn rất nhiều video ghi nhận nội dung tương tự được đăng tải. Theo các nguồn tin, thì trong vài ngày vừa qua, quân đội Nga đã bắt sống được hơn 500 binh sĩ Ukraine. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, thì quân đội Nga đang tiếp tục chiến dịch tấn công xa hơn về hướng Lastokhine. Thông qua đường 00542 trong đêm qua, có ghi nhận về việc giao tranh nổ ra cực kỳ ác liệt. Quân đội Nga đang cố gắng chiếm đóng một cứ điểm nào đó bên trong khu định cư. Sau nỗ lực tiến công, thì họ đã chiếm được cứ điểm phía đông Lastokhine. Nhưng về cơ bản thì vẫn chưa có video hình ảnh xác nhận. Các nguồn tin Nga đăng tải đoạn video ghi nhận các cuộc giao tranh ác liệt giữa pháo binh. Quân đội Nga triển khai hàng loạt đạn pháo nhắm vào các đoàn bộ binh Ukraine đang cố gắng tháo chạy tới Severne, Lastokhine. Quân đội Ukraine ngược lại cũng dội hàng loạt đạn pháo về phía Nga, nhưng rất nhiều trường hợp đạn pháo của Ukraine bay thẳng vào người đồng đội được ghi nhận. Việc quân binh bỏ chạy hàng loạt khỏi Avdiivka đã khiến cho tình hình trở nên cực kỳ hỗn loạn. Lực lượng trấn thủ bên trong khu định cư khác còn chẳng biết đoàn binh sĩ đang tiếp cận mình là bạn hay là thù. Chưa dừng lại ở đó, có trường hợp quân sĩ Ukraine di chuyển từ Lastokhine tới Olivka cũng bị chính đồng minh triệt hạ. Thương vong được ghi nhận là một nhóm bộ binh Ukraine khoảng 10 người. Ta cùng tiếp tục bàn luận về lý do tại sao mà tiến trình của Nga lại được đánh giá là khủng khiếp đến như vậy. Lý do chủ yếu của chiến thắng chớp nhoáng này chẳng phải đến từ sự lãnh đạo thiên tài, cách tổ chức chiến dịch cẩn thận và thông minh, mà khoảng 60% yếu tố tạo nên chiến thắng chớp nhoáng của Nga chính là sự áp đảo của không quân. Hơn 500 quả FBB đã được giải liên tục vào Avdiivka trong 3-4 ngày. Một viện nghiên cứu quân sự cho rằng, kể từ đầu cuộc chiến thì mục tiêu của Nga đã luôn là các hệ thống phòng không của Ukraine, từ đó họ có thể thoải mái đưa không quân lên tiền tuyến chiến đấu. Đó chính xác là lý do dẫn đến tiến trình điên rồ của Nga thời gian gần đây. Mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm của họ. Đúng là Nga đã luôn nhắm vào hệ thống phòng không của Ukraine xuyên suốt cuộc chiến. Trong ngày 17 tháng 2, quân đội Ukraine đưa ra thông báo cho rằng họ đã triệt hạ thành công 3 chiến đấu cơ trên không của Nga. Sau khi thông tin này được đăng tải thì Nga lập tức phản bác. Họ cho rằng hai chiếc Su-34 đã quay trở về căn cứ và chỉ có duy nhất một trường hợp chiếc Su-35 đã bị hạ gục. Nhưng bị hạ gục bởi hỏa lực của đồng minh chứ không phải là do hỏa lực của Ukraine. Dù sự thật có ra sao thì cũng chẳng quan trọng nữa, vì cuộc chiến tại Avdiivka đã chính thức đi tới hồi kết. Đồng thời, cũng theo Viện Nghiên cứu Quân sự nêu trên, thì nếu như quân đội Nga giữ được không lực áp đảo, thì tình hình sẽ còn diễn biến tương tự trên khắp mọi mặt trận khác trong tương lai chứ không riêng gì Avdiivka. Tiếp tục đến với các tiền tuyến khác, tại Bobrynya cũng ghi nhận áp lực quân sự tăng cao từ phía Nga. Trong đêm qua cũng có video ghi nhận quân đội Nga triển khai các đoàn không kích, hủy diệt và áp đảo lực lượng Ukraine trấn thủ bên trong khu định cư. Một lần nữa, ta không hề thấy sự hiện diện của hệ thống phòng không Ukraine. Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Quân đội Nga sở hữu số lượng bom dẫn đường khổng lồ, không có sự bảo vệ từ hệ thống phòng không, thì giờ đây, quân đội Nga có thể tấn công vào bất cứ nơi nào họ muốn. Mọi người cứ thử tưởng tượng, liệu có cái phòng tuyến nào của Ukraine mà chống đỡ nổi 500 quả FBB trong 3 ngày liên tục hay không? Chẳng phải Orykhiv, Dnipro, Robotyne, Kubyan, Chasivya, chắc chắn là chẳng nơi nào có thể chống lại được hỏa lực áp đảo này. Quân đội Nga sẽ biến mọi thứ thành tro bụi trên mỗi vùng lãnh thổ mà họ đi qua. Chưa dừng lại ở đó, chúng ta mới chỉ đang bàn đến các chiến đấu cơ thế hệ cũ của Nga, nhưng những chiếc Su-34, 35 hay 30, theo một số nguồn tin thì đã có sự hiện diện của chiếc chiến đấu cơ Su-57 trên lãnh thổ Ukraine. Vào ngày 7 tháng 2 tại Kiev, quân đội Nga đã triển khai sử dụng chủng tên lửa mới của họ, chủng X-69. Loại tên lửa mới này chỉ có thể được triển khai sử dụng bởi chiến đấu cơ Su-57.
chúng ta sẽ cần phải phân tích không quân áp đảo của Nga sẽ đưa họ đi tới đâu trong cuộc chiến với Ukraine. Tiếp theo, tôi cùng đến với chiến sự tại Robotyne. Trong đêm hôm qua, có thông tin cho rằng quân đội Nga đã triển khai chiến dịch tấn công và chiếm quyền kiểm soát phần lãnh thổ phía Nam. Hệ thống công sự nằm ngay trước khu định cư. Khả năng cao, quân đội Nga thực sự đã tiến vào Robotyne từ phía Nam và hướng Tây Bắc. Nơi đây cũng ghi nhận các đòn không kích không ngừng nghỉ của Nga. Chúng ta sẽ cùng đón xem tốc độ triển khai chiến dịch của Nga sẽ nhanh đến mức nào với không quân áp đảo. Chiếc xe chở quân của Nga đã di chuyển lên từ phía Nam. Nó bị cảnh giới và tấn công tại vị trí này, nhưng may mắn là bộ binh Nga đã kịp thời đổ bộ sau đó thì chiến dịch dọn dẹp của Nga đã chính thức bắt đầu. Kết hợp với mũi tiến phía Nam, Nga cũng gửi một nhóm phá hoại tới bờ bắc Robotyne đánh vào con đường vận chuyển T-0408 của Ukraine. Cùng lúc đó, xa hơn về phía Tây, động thái mới của Nga cũng được ghi nhận tại Kamianske. Trên video ghi lại đòn tấn công tầm xa của Nga vào vị trí tập trung lực lượng Ukraine. Tiếp theo là video quân đội Nga tấn công UAV vào vị trí các binh sĩ lái UAV của Ukraine đang trú ngụ. Nếu chúng ta lùi lịch về đầu tháng 2 thì đúng thật là quân đội Nga đang đổ dồn sự chú ý vào khu vực này. Tự chung lại, quân đội Nga sẽ bắt đầu gây áp lực vào vùng Zaporizhia theo hai hướng. Đầu tiên là về phía khu định cư Stepnohysk và thứ hai là vào Robotyne, Verbove. Hiện tại chúng ta không có đủ thông tin để khẳng định mục tiêu nhắm tới của Nga sẽ là Orykhiv. Nhưng chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tại đây. Vì theo thông tin thì lực lượng Nga tập trung tại đây không chỉ dừng lại ở việc có khả năng giúp họ chiếm được đến Robotyne, mà thậm chí là đánh tới tận Orykhiv. Với hơn 100 quả FBB mỗi ngày thì thậm chí họ còn tới được cả Dnipro không chừng. Việc hệ thống phòng không bị tê liệt sẽ dẫn tới việc Ukraine chẳng thể nào đối đầu với Nga ở bất cứ tiền tuyến nào trong thời điểm hiện tại. Ta cùng tiếp tục với tình hình tại Bakhmut. Quân đội Nga tiếp tục chiến dịch dọn dẹp lãnh thổ của mình. Tại vị trí lân cận Krychitka, ghi nhận đòn tấn công của Nga nhắm vào đơn vị do thám của Ukraine vừa mới hoàn thành nhiệm vụ và đang trong quá trình rút lui. Chuyển tiếp tới chiến sự tại Terni, Liman, quân đội Nga tiến thêm được 500m trong quá trình tiếp cận bờ sông Zerbes. Thông tin này đã được xác nhận bởi cả nguồn tin Nga và nguồn trung lập. Nói chung là quân đội Nga đang tiếp tục tiến gần hơn đến bờ sông Zerbes. Tại Kubian, ghi nhận vài quả bom FBB của Nga trong đêm qua. Theo nhiều nguồn tin thì nơi đây phải hứng chịu tới 10 quả FBB một ngày. Nó chẳng thể so sánh với được 100 quả một ngày tại Adiska, nhưng đó chắc chắn không phải là một con số nhỏ. Với kinh nghiệm giải bom hủy diệt tại Adiska thì quân đội Nga sẽ có cho mình thêm nhiều kinh nghiệm và họ sẽ có thể đánh phá hiệu quả hơn trên các tiền tuyến khác. Khi nói về không quân thì Nga đang phải đối mặt với một vấn đề duy nhất là sự thiếu hụt phi công. Theo thông tin mình tổng hợp được thì trong cuối năm nay quân đội Nga sẽ bắt đầu quá trình sản xuất hàng loạt UAV mới. Loại UAV không cần tới người điều khiển. Chắc chắn khi Nga hoàn thiện được loại vũ khí mới này thì áp lực quân sự từ không quân của họ sẽ còn khủng khiếp hơn bao giờ hết. Và đó là tất cả thông tin cho video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.